Ăn đùi gà thay cơm. Trời nắng quá, thôi ra đồng chi cho mệt, ra gốc tre đằng kia làm một giấc cho nó khỏe. Một cái bình đồng ư? Của ai thế nhỉ? Cái bình này chắc là của ông cụ kia. Ai đây? Xem hộ cái bình của lão lăn đi đâu với. Cái bình này bằng đồng, bán đi ít ra cũng phải được 3 đồng bạc, bằng mấy con gà rồi. Mà cụ ấy thì chẳng thấy gì. Tôi đây, nhưng tôi chẳng thấy chiếc bình nào của cụ cả. Có khi nó lăn xuống ao rồi cũng nên. Vậy ư, tiếc quá. Thôi cụ ơi, của đi thay người, cụ cũng đừng tìm nữa, kẻo sẽ chân ngã thì khổ. Tôi về nha. Anh về rồi, chuẩn bị ăn đi anh. Hôm nay ra đường anh kiếm được cái bình này cũng được một món đấy. Đồng thật đấy, phải được 5 đồng bạc. Mà mình kiếm được ở đâu hay vậy? Là tôi nhặt được của một ông già mù. Ông ấy làm rơi, mắt ông ấy không có thấy đường, nên tôi cũng không trả lại. Đúng rồi, sao phải trả lại? Để mai tôi đem đi bán. Không bán được á, thì tôi đem đổi lấy gạo ăn. Gạo, cái bình, tự nó sinh ra gạo kìa. Thật thần kỳ. Để tôi xem. Gạo, gạo. Bình thần, là chiếc bình thần. Trời ơi, thế là từ nay vợ chồng mình khỏi phải lo bữa ăn hàng ngày nữa. Đùi gà nướng, đùi gà nướng. Ngon quá, tôi no kềnh rồi. Tôi cũng thế. Mình ơi, bây giờ mình gọi cái gì nữa nhỉ? Tôi có một ước muốn từ lâu là có một con tàu lớn đi chu du đó đây. Đúng rồi, tàu, tàu. Trời ơi, sao anh nghĩ cái quái gì thế? Muốn gì không muốn lại muốn chiếc tàu. Giờ nó nằm rình ền ra đây thì làm gì được? Ai mà vác ra sông được chứ? Thì tôi biết đâu đấy. Mà cô cũng quá quắt vừa thôi. Cái bình này do tôi mang về, tôi muốn gì kể tôi. Cô mà làm tôi tức lên á, tôi không cho cô gì hết. Giờ anh cậy có cái bình nên tráo trở phải không? Quỷ tha ma bắt anh đi. Ai vừa gọi chúng ta? Không. Mình ơi, làm thế nào bây giờ? Tôi không biết, chắc phải đem trả cái bình cho ông cụ thôi. Không phải rồi, trả ngay đi thôi. Chỉ tại chúng ta đã làm việc sai trái nên ông trời mới trừng phạt chúng ta đây mà. Nỗi sợ bóng đêm. Sợ quá. Ôi, sợ quá. Trời ơi. Đứng lại. Trời ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Cứu con với. Cứu con với. Có chuyện gì vậy con trai? Cứu, cứu. Con trai, ổn rồi. Ba mẹ đây, có chuyện gì vậy? Con muốn đi vệ sinh, nhưng cứ có ai túm chân con lại. Có cái gì đó trong phòng con. Con sợ lắm. Đấy, nó đang túm chân con mà. Con xem, đó chỉ là một chiếc khăn choàng thôi. Vậy mà con cứ tưởng thế còn bóng ma trên cửa sổ.
Thực chất đấy chỉ là chiếc rèm cửa thôi con trai à. Con đó, thần hồn nát thần tính của con liên tục khiến ba mẹ đến đau tim mất ngủ với con thôi. Thôi, đi ngủ đi con, ba mẹ về phòng đây. Hay là ba ngủ lại đây với con đi. Chỉ chốc nữa tắt điện, nhỡ đâu những con quái vật đó sẽ quay trở lại. Anh ở lại với con nhé. Con trai, ba hỏi con nha, tại sao con mèo lại chạy khi con chó đuổi? Dạ, tại vì con mèo sợ con chó ạ. Ừ, đúng vậy. Vậy tại sao vừa rồi con chó lại bỏ chạy? Con không hiểu. Con yêu, bởi vì chú mèo đó đã dám quay lại đối diện với nỗi sợ của mình. Ý ba là... Ý ba là việc đó cũng giống như việc con sợ bóng đêm đó. Thật ra bóng đêm sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu con đối diện với nó. Dạ ba, con hiểu rồi, con sẽ đối diện với bóng đêm. Con sẽ vượt qua được những sợ hãi đó. Mình muốn vào nhà vệ sinh. Mình không được sợ, không được sợ. Ba nói, nếu muốn vượt qua nỗi sợ, mình cần phải đối diện với nỗi sợ đó. Mình cần phải tiến tới cửa và bật cái công tắc đèn lên. Đứng lại! Ôi! Nhắm! Bắn! Hừ, ta đỡ đây! Xem đây! Hiya! Chết nè! Chết nè! Chết nè! Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi! Ơ! Ba ơi! Con không còn sợ bóng tối nữa và con đã chiến thắng bóng tối. Con của ba giỏi lắm. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao hả ba? Nhưng mà con thử xem lại căn phòng của con xem nào. Bừa bãi quá. Không sao, ba mẹ sẽ giúp con dọn dẹp lại. Con không cần phải chiến đấu như thế. Chỉ cần bật đèn sáng là chúng sợ chạy hết thôi. Không ngờ, bóng đêm lại có nhiều điều thú vị cực ba ạ. Đúng vậy, đúng là điều ba mẹ muốn nói với con đấy. Cô gà mái kiêu ngạo. Gà mái ơi, sao đột nhiên chị lại kêu quang quát to thế? Làm sống mất con chuột tôi đình cả ngày hôm nay rồi. Ơ hay, cái câu mèo này lạ thật đấy. Đình chuột là việc của cô, còn kêu là việc của tôi. Tôi kêu thì can gì đến con chuột mà cô lại hỏi tôi. Cô không bắt được chuột, lại đổ tại tôi à? Chị không thể kêu nhỏ hơn được hả? Cô thông cảm, tôi vừa mới đẻ xong một quả trứng, sung sướng quá cô ạ. Cô nhìn này, quả trứng của tôi vừa trắng trẻo, hồng hào, lại tròn lẳn thế này. Thật là tuyệt phải không? Xứng đáng để kêu to một tiếng quá đi chứ. Hừ, rõ là... Có chuyện gì thế? Cô thật là vô ý thức. Tôi đã phải thức cả đêm để canh giữ cho cả trang trại được yên bình. Vậy mà vừa chợp mắt được một chút, cô lại phá giấc ngủ quý giá của tôi là sao hả? Ờ hay, cái anh buôn này lạ chưa? Ngủ là việc của anh, còn kêu là chuyện của tôi. Anh không ngủ được, đó là do mắt của anh không nhắm lại được. Tại sao lại đổ tại tôi? Cô không thể kêu nhỏ hơn được hay sao? Anh thông cảm, họ nhà gà chúng tôi quan quát đã quen rồi, không sửa được đâu. Đây này, tôi vừa ấp nở ra một nhóc gà con lông vàng mượt mà, thật là xinh xắn, đáng yêu làm sao. Như thế thì có đáng để hãnh diện mà kêu lên một tiếng thật to không? Thật chẳng có ý thức gì cả. Ôi, gà mái mơ à, chị thật là quá đáng. Đến ăn trưa cũng không được yên ổn với nhà chị. Ơ hay, lại đến nhà chú heo này nữa. Chú ăn thì kệ chú, tôi kêu thì mặc tôi chứ.
Tôi kêu thì có ảnh hưởng gì đến bữa ăn nhà chú không? Chị kêu bé bé cho tôi nhờ. Chú nhìn đám gà con vừa ấp nở của tôi kìa. Chúng đã chạy, đã tự kiếm ăn được rồi. Tôi rất tự hào nên đã kêu thật to vài tiếng đó. Chú xem, tôi có giỏi không nào? Chứ không như chú, cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Chả thèm nói với chị nữa. Mình không những xinh đẹp, đẻ nhiều, ấp trứng giỏi, lại còn có cái tài ứng biến nữa chứ. Cả bác Buôn, cô Mướp, rồi đến chú Heo Mập đều cãi lý thua mình. Mụ máy tơ to mồm này đã dẫn mình tới đây. Mình thật là may mắn làm sao. Mụ còn gây xích mích với mấy hàng xóm, chó, mèo, heo nữa. Toàn những tai khó xử. Đúng là trời giúp ta. Xem ra hôm nay ta được một bữa no cả tuần rồi. Quắc quắc, có rắn, có rắn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Phải rồi, đúng là tiếng quắc quắc này rồi. Chà chà, nhìn những quả trứng vừa trắng vừa tròn. Mấy con gà con vàng ống mập mạp kia mới ngon làm sao. Cảm ơn chị đã dẫn tôi đến đây nhé. Con rắn kia, cút đi. Nếu không, ta mà gọi những người bạn của ta đến thì mi chết chết. Các bạn ơi, mày mờ kìa, mi đã làm mất lòng những người bạn vì tính kêu căng ngạo mạn của mình rồi. Giờ thì làm gì có ai cứu mi nữa. Không hồn thì đưa mấy quả trứng, mấy con gà con ra đây để ta ăn bữa điểm tâm nào. Đừng hòng, con rắn gian ác. Quát quát, cứu tôi với, cứu với các bạn ơi. Không biết điều hả? Đã thế ta cắn mi trước, rồi thịt cả đàn sau. Con rắn gian ác kia, đừng có hại đàn gà. Ra là con mèo nhãi mép. Tránh ra, không thì cả ngươi ta cũng cắn chết. Chị gọi ngay bác Buôn và anh Heo đến, nhanh lên. Được, được. Con rắn kia, đầu hàng đi. Nguy rồi. Tên này đến nhanh quá, ta phải chạy thôi. Nếu không tên Heo đến là chết chắc. Con rắn kia, ngươi chạy đi đâu? May quá. Ổ của tôi còn nguyên, không bị mất quả trứng với chú gà con nào cả. Xin cảm ơn mọi người. Không có gì, hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau chứ. Bài học cho chị đấy. Kiêu ngạo, thích khoe khoang thì chỉ rước thêm kẻ thù và rắc rối thôi. Tôi hiểu rồi. Vì những tiếng kêu đầy ngạo mạn mà tôi đã vô tình dẫn rắn vào nhà. Cũng vì sự kiêu ngạo đó, tôi đã suýt mất đi những người bạn tốt. Tôi xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã không bỏ rơi tôi lúc tôi nguy khốn. Không có gì, hàng xóm thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đây cũng là bài học đắt giá cho chị đấy. Chị có biết chính cái tiếng oan quát của chị đã vẽ đường cho rắn tìm đến đây hay không? Thêm nữa, làng xóm ai cũng bị ảnh hưởng, cũng thấy khó chịu cả đấy. Đúng vậy, nhưng từ nay chị hãy kêu bé lại một chút nhé. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm mà. Mùa hè ý nghĩa. Lại chơi điện tử nữa rồi. Chắc em sẽ gửi con về quê mấy tháng hè anh à. Chứ suốt ngày thằng bé cứ chúi đầu vào máy tính, hỏng người sớm mất thôi. Từ lúc nghỉ hè đến giờ chẳng thấy con nó ra khỏi phòng mấy. Ừ, về quê cũng hay, không gian thoáng rộng, biết đâu thằng bé lại thích. Chứ vợ chồng mình cũng bận, chẳng có nhiều thời gian đưa con đi chơi. Vâng, để em vào nói chuyện với con, rồi gọi điện cho Mợ Hạnh luôn. Nếu được thì cuối tuần này em sắp xếp thời gian đưa con về. Ừ. Con ghét về quê, con muốn ở đây cơ. Rồi con sẽ quen thôi, ở quê cũng rất thú vị. Cho chị gửi cháu mấy tháng hè nhé. Chứ để thằng bé ở nhà một mình cả ngày chị không yên tâm. Vâng, có Bảo về đây chơi Bi cũng đỡ buồn hơn. Anh Bảo ơi, mai anh Bảo đi thả trâu với em nhé. Anh không thích, anh chỉ muốn ở nhà thôi. Thằng bé tính ương bướng, có gì em dạy Bảo thêm giúp chị. Vâng, chị đừng lo. Anh Bảo xuống đây em dạy làm diều. Sau này về thành phố anh không mất tiền mua diều nữa.
Thành phố có ai thả diều bao giờ đâu cơ chứ. Mà em có iPad không? Cho anh mượn. iPad là gì ạ? Em chưa bao giờ nghe nói về nó. Hả? Đến iPad mà em cũng không biết hả? Vậy bình thường em chơi bằng gì? Nhiều trò lắm. Em đi thả trâu này, chơi diều, đánh trận giả. Ôi, mấy trò đó thì có gì thú vị cơ chứ. Hai anh em đi ngủ đi nào, muộn rồi. Mới có 9 giờ mà mở, cháu Toàn 11 giờ mới đi ngủ cơ ạ. Ừ, nhưng ở quê thường hay ngủ sớm, để mai còn đi đồng nữa. Ma, trời ơi, có ma. Hai đứa đứng yên đó để mẹ đi lấy cái đèn nhé. Nào Bi, Bảo, bám vào lưng mẹ nào. Cẩn thận không vấp, mẹ sẽ đưa hai đứa vào phòng ngủ. Ngay từ đầu mình đã không thích về đây rồi. Vừa tối vừa nóng thế này thì làm sao ngủ được cơ chứ. Giờ mà có điều hòa thì có phải tốt hơn không? Điều hòa hả? Chỉ có nhà văn hóa mới có thôi. Mà em ngủ đây. Này, em ngủ rồi hả? Cho ngủ nhanh thôi. À, hình như là mũi đốt, đau quá. Anh Bảo ơi, anh Bảo dậy đi thả trâu không muộn. Ôi, anh không đi đâu, anh buồn ngủ lắm. Không, mẹ bảo phải gọi anh dậy đi thả trâu với em. Không được để anh ngủ nướng, sẽ béo ú lên mất. À, phiền quá à, muốn ngủ cũng không xong. Hôm nay có anh Bảo chắc sẽ vui lắm đây. Anh Bảo leo lên đây nào. Làm sao mà ngồi trên đó được, ngã mất. Không ngã được đâu, đưa tay em kéo lên. Kể ra ngồi lưng trâu cũng hay hay nhỉ. Bi, đến rồi hả? Mà đi cùng ai thế? Anh họ tớ đấy. Đến rồi, xuống đi anh ơi. Ôi anh họ của Bi đúng là vụng về. Anh Bảo, anh có sao không? Anh không sao đâu. Anh Bảo ơi, anh ra đây chơi diều với em đi, vui lắm. Anh không thích, trò này chẳng có gì thú vị cả. Đừng nói với tớ là anh họ của cậu không biết thả diều nha. Đúng thế, chứ tớ chưa thấy ai nói là không thích thả diều bao giờ cả. Ai bảo vậy, chỉ là một con diều thôi mà. Có gì khó đâu chứ, chẳng qua là anh không thích thôi. Được, vậy chúng ta thi thả diều đi. Diều của ai bay cao nhất thì người đó làm thủ lĩnh. Còn nếu ai thua thì phải đi trông trâu nhé. Được, quyết định như vậy. Anh Bảo đã thả diều bao giờ đâu cơ chứ. Đưa con diều cho anh nào. Để diều bay được thì một tay anh cầm lấy dây điều khiển, một tay đỡ lấy cánh diều. Không biết thả diều mà cũng đòi thi, chịu thua đi. Anh Bảo ơi, cố lên, anh nhất định sẽ làm được. Anh hãy đón hướng gió để đưa con diều bay lên. Mình phải thử lại mới được. Bay lên rồi, hoan hô anh Bảo. Anh thua rồi, anh sẽ đi trông trâu. Nhưng nhỡ nó hút thì sao? Không phải trông đâu, lúc nãy tụi em chọc tức để cho anh vào chơi thôi. Vậy ra, mấy đứa dám trêu anh hả? Tặng anh nè. Giấy mèn ư? Quà gặp mặt của tụi em đấy. Anh nhận đi đừng có ngại. Mai lại ra đây chơi đánh trận giả với trò giấy mèn nhé. Nhìn chúng đẹp quá, cảm ơn các em. Thích quá. Hai tháng sau. Gió mát quá, nằm ngoài này chẳng cần phải quạt anh Bảo nhỉ. Ừ, công nhận, ở thành phố toàn nhà cao tầng với bóng đèn thôi, chẳng mấy khi thấy được ánh trăng bao giờ cả. Nếu vậy thì anh Bảo đừng có về thành phố nữa, ở đây chơi với em. Ngốc ạ, anh còn về đi học nữa chứ. Không ngờ mùa hè lại trôi qua nhanh đến thế. Đây là mùa hè ý nghĩa nhất của anh từ trước đến giờ đấy. Hè sang năm, anh lại xin mẹ cho về đây chơi với em nhé. Tuyệt quá, anh Bảo hứa rồi nha. Ừ, anh hứa. Thôi ngủ đi nào, mai anh phải lên xe sớm rồi. Một chiều mùa hè. Nào, các em lấy hết vở bài tập lên bàn. Hôm nay thầy sẽ nhờ lớp phó học tập đi kiểm tra bài tập. Bạn nào chưa làm bài sẽ bị phạt. Hạnh, em đi kiểm tra bài tập của các bạn giúp thầy. Ai chưa làm bài tập thì thông báo cho thầy biết. Vâng ạ.
không? Cậu không làm bài tập hả? Cậu nói bé thôi, thầy giáo nghe thấy bây giờ, cậu đừng nói với thầy nhé. Không được. Mấy lần trước tớ đều làm bài tập đầy đủ đấy thôi. Còn lần này tớ ngủ quên nên chưa kịp làm bài. Cậu đừng nói mà. Nếu tớ không nói với thầy thì lần sau cậu sẽ lại tái phạm. Đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Thầy đã dặn rất kỹ rồi. Đây là những bài quan trọng nhất để các em rèn luyện cho kỳ thi sắp tới. Nên hôm nay thầy sẽ phạt bạn nào chưa hoàn thành. Hùng, hôm nay chỉ có mỗi mình em chưa làm bài tập. Thầy phạt em chép phạt bài học 50 lần. Nghe rõ chưa? Vâng ạ. Hùng à, mỗi hôm chăm lắm mà. Xấu hổ quá. Cả lớp có mỗi mình cậu ấy. Cái Hạnh lúc nào cũng ra vẻ. Tại cậu ta mà mình phải xấu hổ trước lớp. Thật đáng ghét. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Sao giờ em lại ngồi học bài? Em vẫn còn một bài chưa hoàn thành. Chiều nay đi học thêm, chị Hạnh sẽ kiểm tra. Ai không làm sẽ bị phạt đó. Em đi học thêm á, chị Hạnh nào thế? Chị Hạnh học cùng lớp với anh ấy. Chị ấy dạy bọn em học thêm miễn phí mà. Hạnh, bạn anh á? Vâng, em với các bạn thường ra đầu làng học. Từ ngày học chị ấy, bạn em ai cũng học khá hơn hẳn. Trên lớp luôn được điểm cao đấy. Hạnh dạy học tốt thế cơ à. Vâng ạ, chị ấy rất nghiêm khắc. Nhưng bọn em ai cũng quý chị ấy. Thôi, em phải làm nốt bài tập đây, kẻo không kịp mất. Hùng ơi, có bạn Hạnh đến tìm con nè. Vâng ạ, con ra ngay đây. Hạnh, cậu tìm tớ có việc gì thế? Tớ có quyển sách tham khảo môn toán rất hay. Sáng nay đem cho cậu mượn, mà cậu về nhanh quá, tớ chưa kịp đưa. Ừ, sáng tớ vội về nên... Mà thôi, cậu không cần cho tớ mượn đâu. Tớ... Sách hay lắm. Có những cách giải rất hay, cậu cứ cầm lấy mà xem. Xong thì trả tớ, đừng ngại. Cậu đừng mở cặp ra. À! Lúc sáng về, tớ đã bỏ sâu rớm vào cặp của cậu. Cậu nói gì? Cậu bỏ sâu rớm vào cặp của tớ hả? Tại lúc sáng cậu mách thầy là tớ không làm bài tập. Tớ tức quá nên mới làm như vậy. Cậu, sao cậu lại làm thế chứ? Tớ không thể nói dối thầy. Với lại bao che cho cậu là hại cậu đấy, cậu biết không? Tớ xin lỗi. Giờ thì tớ hiểu rồi. Sách nè, cậu cầm lấy đi. Cậu không ghét tớ vì tớ đã làm thế với cậu hả? Muốn tớ tha lỗi, từ giờ cậu hãy cố gắng học tập và làm bài đầy đủ. Tớ hy vọng hôm nay là buổi cuối cùng cậu quên làm bài tập về nhà đấy nhé. Ừ, cảm ơn cậu, tớ biết rồi. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt. Nói được là phải làm được đấy nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.